cũng đã đến một lần nữa cho ban tổ chức chúng tôi. Xin chào kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau vào ổn định chỗ ngồi để có thể chứng kiến trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, những khoảnh khắc tiên lên nhất cho cuộc đua lên buổi trưa ngày hôm nay. Chào chào kính mời toàn thể quý vị. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón quý vị quan khách và vị thân mến, bạn bè thân hữu gần xa xa gần chúng ta đều cùng có mặt tại đây tại bản Tát Ướt để nhất đôi niềm hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể. Và lời nói đầu tiên cho phép Thùy Chi và có những người bạn diễn tận tâm xin gửi đến quý vị quan khách vị thân mến lời kính chúc sức khỏe, lời hỏi thăm ân cần và một lời chào nồng nhiệt nhất. Vũ khí thân toàn thể, quý vị thân mến và rất tự hào vinh dự trước làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay được trở về với bản Tát Ướt thân yêu và được đỡ lời cho cô dâu chú rể kính chuyện để mời đến toàn thể quý vị quan khách quý. Quý vị thân mến và phải nói rằng là tình yêu hai từ ngắn gọn, xúc tích nhưng nó chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc đúng không quý vị? Có những niềm vui, có những nỗi buồn, có giọt nước mắt và có cả những niềm hạnh phúc. Yêu và được yêu, đó là một điểm vui hạnh vô cùng lớn lao của mỗi con người chúng ta. Nếu như nghĩ rằng cuộc đời chúng ta là một bộ phim, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một thước phim của cuộc đời mình. Thước phim nói về thời thơ ấu, những ngày cấp sách tới trường hay có cuộc xây dựng sự nghiệp của cuộc đời mình. Thước phim Đăng Tâm và Thủy Chi đạo diễn ngày hôm nay, một tập phim mang tựa đề Hạnh Phúc và Hôn Nhân, một tập phim xoay quanh hai nhân vật chính, đó chính là Bích Phượng và Nhật Mạnh. Họ cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng tình yêu là một thứ có thật và luôn luôn tồn tại. Và để cho bộ phim này thêm phần sinh sống động hơn nữa, giây phút ở đây xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy hướng chọn ánh mắt của mình về phía cầu hòa Hạnh Phúc, vang lên những chào pháo tay thật lớn, cùng nhau chào đón đôi tân lân tương đương đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, Bích Phượng, Nhật Mạnh. Hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay trở về sân khấu Hạnh Phúc. Sau bắt chứng kiến toàn thể quý quan khách, chất cho kỳ mời. Sau bắt đến toàn thể quý vị, và đúng vào thật là nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường. Như vậy là cô dâu Bích Phượng đang tay trong tay nắm chặt tay chú rể Nhật Mạnh tiến về phía sân khấu Hạnh Phúc để ra mắt đến toàn thể quý vị. Và quý vị ơi, chúng ta cùng quý vị thân mến phải nói rằng là nhìn xa cô dâu trông giống Thúy Kiều, chú rể trông giống Sĩ Điều ngày xưa. Hai người ánh mắt đông đưa, yêu nhau sẽ đắm mà lại xây sơ tình nồng. Và nếu mà nhìn gần thì Thúy Chi và Đăng Tâm thấy khác Quý ơi. Chú rể thì đẹp trai như anh Du Mông, cô dâu thì đẹp như Natabong trong phim Tam Giác Vàng. Nếu điều đó là sự thật, quý vị có thể dành tặng cho hai bạn một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không quý vị ơi? Vâng, trân trọng cảm ơn. Vâng, dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách người trân trọng và kính mến. Và để bước lên đỉnh vinh quang hạnh phúc nhất, được vật nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua những bậc làm cha, những bậc làm mẹ. Dẫu là về phía gia đình của cô dâu Bích Phượng trong buổi trưa ngày hôm nay, thì chị xin được long trọng kính mời có bố là Lò Văn Yên và bố Quảng Văn Sĩ. Xin được long trọng kính mời hai ông thông gia sẽ cùng nhắm tạt chân nhau bước lên trên sân khấu hạnh phúc để ra mắt đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách quý vị trân trọng và kính mến ơi. Và đúng quả thật là công cha thì như núi ngắt trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Về phía gia đình nhà gái của cô dâu Bích Phượng thì chị xin được long trọng kính mời bước lên trên sân khấu hạnh phúc có mẹ là Lò Thị Thía. Về phía gia đình chú rể Nhật Mạnh trong buổi trưa ngày hôm nay có mẹ là Hoàng Thị Tường sẽ cùng nhanh chân giỏi bước lên trên sân khấu hạnh phúc để đứng cạnh hai người con thân yêu của mình trong ngày trọng đại trọn đời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời. Xin thay lại phô mẹ phía đồng hàng sườn cơ thể thần cao mới đi phầy trái cái sầu phình thay khừng phải quạt thất lắp xin can phình thay khừng tá chát khắp quản phát lòng vấy nổi trồng quái hùi phải na tức là chân biệt tắm trái cửu báo cung thất bách chân biệt sùng trái bao giàn trái trái bản nằm bắc lần hờ bò lạ kìm bà trái tí nát xin phường hờ bò bách cánh mè bách kìm thầu trái sơn tí sần phấy dệt sần à tí bá hù bá xà dệt sần nồng tí bá nhà nguồn dệt hầy ly lò hờng má lầy lang lì chẳng nhá bó má lầy bền cù sền cầm lắp bài hờng lại bì cất bền ngạp hoi ra năm làm bấm nong chứa áp nhắc hình quân tên hình lái gần bền sư lang leo sổ anh kèo quần nong quay ngắm phát trời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách quý trân trọng và kính mến ơi. Và đúng quả thật là các cụ công, các bà của chúng ta có nói một câu rằng là lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể và đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng gửi một lời chào, gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý vị quan khách đã đến chung vui của vài bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào bắt đầu. Một kính thưa toàn thể quý vị thân mến, rất vinh dự tự hào trước ngày làm chương trình, Đăng Tâm và Thùy Chi được trở về với bản Tát Ướt thân yêu, được đứng đây để kể về câu chuyện tình yêu trong năm hạnh phúc của Bích Phượng và Nhật Mạnh. Quý vị thân mến, được chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai bạn, Đăng Tâm đã thấu hiểu hai từ vì nhau. Bởi vì vốn dĩ chúng ta sinh ra trên thế giới này để tìm được một người hoàn hảo dường như là một điều không thể. Chính vì vậy chúng ta chỉ có thể vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thay đổi, vì nhau để có được một mái ấm gia đình hạnh phúc.
câu chuyện tình yêu của hai bạn được bắt đầu vào một buổi chiều đẹp trời. Chú rể có nói một câu mông đùa với một người đặc biệt, đó cũng chính là bố vợ của anh hiện tại. Anh có nói rằng, ai ơi, ai biết lưu nhích khăn anh, ai hờ lưu nhích ai bên miếng lưu lầy bố lê. Với câu nói đùa ấy, chú rể cũng đã không biết rằng chính bố vợ của anh cũng đã chấm anh từ lâu lắm rồi. Và ngay lúc này đây, bánh cơm giác mình đã bắt đầu chuyển động. Với những lần gặp gỡ, hai bạn đã cảm thấy đồng cảm dần dần, thấu hiểu dần dần, bước đi trên một con đường kể về một câu chuyện tình yêu, gạt bỏ đi hai từ ngoại lệ, chứng minh cho chúng ta thấy rằng tình yêu là một thứ có thật và luôn luôn tồn tại, quyết định tiến đến hôn nhân. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan khách được trân trọng và kính mến. Chắc hẳn sinh ra trong cuộc đời này, ai cũng có quyền được tự do, ấm no và hạnh phúc. Và hạnh phúc của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay là lấy được người mình yêu về làm vợ, về làm chồng. Và đúng quả thật là hai tay thì muốn lấy cao trầu, sau là mời bố mẹ, sau là mời họ hàng của bác gần xa, được lòng nàng thỏa ý ta về sài đắp bao phòng thắm hoa chờ người, ngàn năm thì dẫu có xa vời, chúc cho đời bạn bích vượng và nhật mạch trọn đời ái ân, cho dù có sóng gió ngàn lần thì đôi ta vẫn khăng khít trong phần đẹp hơn. Và hôm nay đây, anh đi làm rể, em về làm dâu. Đăng Tâm ơi, chúng ta sẽ không để quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trở về đây tại bản Cát Lấp và để chờ thêm một phút giây nào nữa. Hôm nay đây, tơ hồng thắm được từ đây, lễ trao duyên mới cho cả đôi nương. Hạnh phúc nhất, điều mới nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Bích Phượng sánh duyên cùng với chú rể Nhật Mạnh. Chú rể Nhật Mạnh sánh duyên cùng với cô dâu Bích Phượng sẽ chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn đó quý vị nào. Và xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng cởi những tập thể này tươi lên thế nào. Dạ vâng, với màn pháo sáng lung linh vừa rồi thì cũng đã chính thức báo hiệu rằng cô dâu chú rể của chúng ta đã chính thức nên vợ thành chồng. Và để nhóm được những món quà ý nghĩa tuyệt vời đặc biệt nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng bước lên phía trước một bước để cùng đón nhận tình cảm của bố mẹ cô dâu. Món quà ý nghĩa đầu tiên, xin được long trọng kính mời bố mẹ của cô dâu sẽ trao cho người con những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời ạ. Long trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng đón nhận những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được long trọng kính mời. Vâng, quý vị thân mến, giây phút này chúng ta đang được chứng kiến những giai điệu ngọt ngào trong tình yêu. Và ngay lúc này đây, người mẹ cũng muốn nói với người con mình rằng hôm nay pháo nổ vang trời, mẹ tặng hai lứa một lời vàng son. Nhớ dậy dậy thảo nghe con, và ngày mẹ để hai con nơi con sau này, nhớ xin một gái một trai, nơi con còn lớn thành tài mẹ vui. Vâng ạ, à, được thay mặt đỡ lời cho dâu rể, xin trân trọng cảm ơn món quà đến từ thân sư phụ mẫu. Đó có món quà dành tặng cho hai con, chúc cho ba mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Sau vâng ạ, món quà ý nghĩa tiếp theo thì chị xin được long trọng kính mời bà bước lên trên sân khấu hạnh phúc, đó chính là món quà của gia đình ông Khánh Số và món quà của gia đình em Hương Mạnh Hạnh sẽ cùng trở về trên sân khấu hạnh phúc để gửi những món quà ý nghĩa thật vời để dành tặng cho hai con, hai cháu mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời những chủ nhân món quà có tên trong sách chào mừng trong buổi chiều hôm nay sẽ chuẩn bị những phần quà sẵn trên tay. Khi Đăng Tâm và Thủy Chi đọc đến tên quý vị nào, chúng ta sẽ lên sân chương trình xin chuyển trở về khán phòng sân khấu hạnh phúc để chào món quà thân thương dành tặng cho cặp đôi nương. Trân trọng kính mời. Chi thể của mẹ phi đồng hạt sườn mới đi mưa bốn cây lòng khoảng con khoảng cây cái bà mớ phù bên phu bên già bên tà bên nay ao ấy ai nồng nung cơ bà nhưng kiểm ba hà lầy dân hay dân lại bà mua tỉnh góp qua chẳng kiếm lầy lầy sắm sớm lầy ngân hơi sở bền chắc biết sỏi bó khỉ khen bá sỏi có khá khen đều ngân nào tài hán ngân bán tài kèo tinh ngân đồ lại mỹ lại tâm chắc biết ngân chim bình thường bó cay ngân xài chim bình thường bó tóc bờ khăn ba bờ hở cây lại thòng lại xong cứ biết lại tặng ăn thử thám mất hợp ba hở cây ăn ba mi ăn cứ bữa ba chân chành hợp tác sân khấu ở bò hợp mẹ hiện đại biết ơ từ nào mà lên lầy sóng chân cái tay lại bò mẹ mới đi nhắc mi chân mà thóng khơn ơ chân trong bụng chân bùn hợp lù tàu lù lan chúc ở bò mẹ phật hảo hạt sườn sơ dây kín phát tách mất à bà mất nữa. Dạ vâng ạ, tiếp theo chương trình những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay thì chị xin được long trọng kính mời món quà của gia đình em Như Mặn và món quà của cậu Quang, món quà của gia đình anh Tuyết Nơi sẽ cùng anh chân dạo bước trở về trên sân khấu hạnh phúc để gửi cho người em, người cháu mình những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời ạ.
Chi tiết lại Pomme Pinong hạc sườn có cho bà tay trâu khổ lang tăng phú tăng già tăng tài tăng nai cái trắng lẻ hạc lẻ chơ ơi tao muốn là muốn tám à bốn pha lố bốn côn xin ngầu mi tay nhinh nòi chơi nòi ở hạc sức bạc sức bành giúp bạn vườn tàu cầu vườn cong bếp vườn chắc óc kín khẩu cầu vườn pha cười chắc óc kín nôm tóc buộc bền đù nhích thóng em nay tóc hài bền đù trai thóng ai phú cử chắc liền sùng trùng nhớ nhé sùng trùng tuổi gần chết ăn nhích cái tuổi sức phép cơ là sổ phùm chắc bền cầu chắc cái tuổi sắp bị cơ ép bọc cu chắc này khẩu men kén phóp gần ở tóc hài quang nét thèn quang tuống chân sụ em là ai muốn giảm tán ai cái sẵn sắc tóc cổ giảm gần bất chảnh bất chế bất tìm tờ khó bất tờ sở phong cái quả bày cái này gần ủ dây sầu ẩu dây lù cảm ơn đời của mấy năm cảm này bền đùi phố mia tựa nó mát chúc hờ phố mia nong nong bích phượng các bà nhật mạnh mạng cần sức chùa mặt đơi chúc hàng nghèo phi nghe nòng sóng phái mạng gân chứa là cái cặn sản cái kết đồ nàn phận cầu một điều phần lấy bóc hàng xin mời ông một lần nữa xin được long trọng kính mời món quà của mẹ hôm ạ. Và sau món quà của mẹ hôm thì xin được long trọng kính mời món quà của gia đình cầu Xuân Sương và món quà của gia đình chú Uyên Mừng sẽ cùng nhanh chân dạo bước trở về chuyện sân khấu hạnh phúc để trao cho người con người cháu mình những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong đời trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời. Dạ vâng ạ, những nụ cười nở trên môi của những bậc làm cha làm mẹ, những bậc làm anh làm chị, cô dì chú bác đang tiến về phía sân khấu hạnh phúc để gửi những món quà mang vật chất tinh thần để dành tặng cho hai con. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được đỡ lời cho cô dâu chú rể và đại diện hai bên gia đình xin được kính chúc cho quý vị quan khách thân mến và đặc biệt là đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã có những món quà mang giá trị vật chất tinh thần để dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Sức khỏe, may mắn, bình an, tấn tài, tấn lộc. Và một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được lựa chọn kính mời món quà của gia đình ông Thanh Song, món quà của gia đình bác Hảo Nam, món quà của gia đình cầu Duy Hùng sẽ cùng trở về trên sân khấu hạnh phúc để gửi những món quà ý nghĩa tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay để dành tặng cho hai cháu mình. Xin được long trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị, quan khách quý, trân trọng và kính mến. Và đúng, quả thật là chắc hẳn ai sinh ra trong cuộc đời này ai có quyền được tự do, ấm no, hạnh phúc. Và đúng, quả thật là xuân về thì trèo gió heo may, trong ai gặp chúc cho anh gặp nàng, xuân về thì vui xóm vui làng, cho anh cưới vợ cho em lấy chồng. Và ngày hôm nay đây, hai bên gia đình và đặc biệt là cô dâu chú rể đã chọn được ngày lành tháng tốt. Và đây cũng chính là lý do để quý vị quan khách chúng ta được cùng trở về đây để nhắc tới niềm hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể. Kèm theo đấy thì chúng ta có những món quà ý nghĩa tuyệt vời để dành tặng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chương trình được long trọng kính mời món quà của em Khuyên, món quà của em Điệp, món quà của em Anh và món quà của gia đình anh Trang Tuân sẽ cùng em chân dạo bước lên trên sân khấu hạnh phúc để gửi những món quà ý nghĩa tuyệt vời để dành tặng cho hai em mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng kính mời đến tập thể quý vị. Ông chị thưa lại bà mẹ Pin Ông cho đi cử cho bà bờ mớ thầy mớ coi sập hay bằng hơn cử lại à ngớt cái lại lại cắm cái lại lại xin lỗi bà mẹ Pin Ông ấy nọ không mà đang tâm quá thủy trì ngắm lo ngớt cái chưa bắt to cắm cái chưa bắt to chưa bắt to hồi chờ Pin Ông bánh phản bà bà hờ cười từ má ho cả tố mướt sườn nhớ sườn sườn tố mướt hỏi tỷ bắt tỷ hả bà cười bà mẹ Pin Ông ơi. Dạ vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được thay mặt và đỡ lời chủ của dâu chú rể xin được long trọng cảm ơn món quà ý thật vời của em Quyên, em Điệp và em Anh và gia đình anh Trang Tôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đúng là một chút nắng, một chút gió và một chút bụi đường và một chút tình cảm yêu thương đong đầy của chúng ta được cùng trở về đây để nhân đôi niềm hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể. Một lần nữa ban tổ chức chương trình xin được long trọng cảm ơn quý vị quan khách. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian vàng ngọc đến chung vui với bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trên cách lại Pomme Pinong hạc sườn, sức bón lùn làn hao hoa, ai em đang dùng chung nhớ, nhau hồng cồn lông lan, nhau hồng phàn lông lửa, nhưng từ đất dịch bền sầu, chắc từ cả chấm dao biển báo, sau phong tàu tên cái ép bản sai lê, chắc là nửa tên cái ép bản nằm lê, hát bà bó trở hoặc lúc trời bó trở hoặc lông quanh, bó trở trở bắt lai, bó trở dài bắt kiểu, bó đi cả bó đi vết chăn, nhích cả sẵn. Những cái chân sạt đèn sữa hà, chắc thì cái chân sạt đèn phá xú. Pomme Pinong phải cạo cằn bốt bia bác cằn, bác sẽ về bản báu trà, bác sẽ về đá bó ổ. Không có thấy lắc mơ sờ lì bị hữu kiểm mắc mắc trong bảng nằm sóng phái chứ. Cái bà đồng phụ đồ biết máu mà đi, tôi là dấu tắc bạc quần qua sức khỏi. Hỏi rõ là tăng ta hở vũ ra tàn hai cái bà đồng phụ đồ biết máu. Hỏi sâu chức hở vũ diệt kia bàn tướng chờ bàn. Phủ diệt việc cản bước tướng chờ hù. Phủ rút nọc giữa ba mấy quả tổ màu. Phủ hẹn lừa tàu hả bất đấu sùng sao. Phủ hết mấy lưu mấy làn sáu lại làn bó băng yên hù. Phủ hết mấy chù sáu lại chù phủ trà lì mấy đất nắp bóng bên phía nọng nơ. Xiểm giác bờ sáu giác nghe hôm nay sẽ phải giúp em nơ. Vâng, một lần nữa trân trọng và được trao điều của Thùy Chi. Vâng, tận tâm thấy những phần quà rất ý nghĩa rất tuyệt vời từ những cái bạn của chú rể. Vâng ạ, có một cái áo cũng rất tuyệt vời. Chắc chắn là cái này muốn dành tặng cho cô dâu chú rể khi xong chương trình này sẽ về tắm rất là mát mẻ đúng không ạ?
cùng với đó nước rửa bát dành chuẩn bị cho cô dâu sau buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ? Và cô dâu biết phải làm gì đấy ạ? Có cả gói Omo để phải giặt đồ cho ngày hôm nay nữa. Và đặc biệt hơn là kem đánh răng Côn Gắt hân hạnh tài trợ đám cưới này. Vâng ạ. Vâng ạ, sẽ có những nụ cười thơm tho và những nụ hôn thật là dễ chịu đúng không quý vị? Một tràng pháo tay thật lớn cho những bạn tuyệt vời quý vị ơi. Trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, là đầu tiên thì chị xin được long trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay tiến về phía tháp diều tình yêu để rót lên trên tháp linh hạnh phúc để minh chứng cho tình yêu sau này. Xin được long trọng kính mời ạ. Bích Phượng, chiếc nhẫn hạnh phúc, và đúng là chiếc nhẫn không có điểm đầu, chiếc nhẫn không có điểm cuối. Chúng ta sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út nơi mà mạch con tim chảy xiết để minh chứng cho tình yêu sau này. Và kể từ ngày hôm nay đây, hai bạn sẽ thực chất nên vợ thành chồng. Xin được long trọng kính mời chú rể của chúng ta sẽ cùng trao chiếc nhẫn hạnh phúc cho cô dâu Bích Phượng ạ. Một trong những lá nào quý vị ơi. Vâng, và cô dâu cũng sẽ trao lại chiếc nhẫn thân thương cho người chồng của mình là Nhật Mạnh. Xin mời. Chúng ta còn đang thiếu điều gì quý vị ơi? Hồn á? Anh lấy vợ chưa? Có người yêu chưa? Bạn kia lấy vợ chưa? Cứ xui người ta hôn, mình muốn hôn thì mình lấy vợ đi còn, đúng không ạ? Nhưng mà hai bạn sẽ trao nhau một cái ôm ấm áp được không ạ? Một cái ôm thật ấm áp được không ạ? Và một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Và bây giờ là tình ấm vợ chồng. Xin được long trọng tạm ứng vợ chồng có thật lớn ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn quý vị quán khách rất là nhiều ạ. Một lần nữa xin được long trọng cảm ơn quý vị quán khách. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, bất chấp thời gian mà còn đến chung vui cùng với hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong khâu tổ chức và cũng như khâu tiếp đón, nếu mà Từ Chi và cũng như ekip thực hiện chương trình có gì sai sót thì mong quý vị khán giả chúng ta sẽ không bỏ qua và bỏ quá cho Từ Chi với năng tâm trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị ơi. Của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Còn xin được long trọng kính mời bằng sức mạnh yêu thương, bằng sức mạnh của chú rể của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được long trọng kính mời chú rể ra cùng cuốn chiếc rượu song phanh đầu tiên để minh chứng cho tình yêu sau này. Xin được long trọng kính mời ạ. Vâng, quý vị thân mến, và nghi thức rót rượu sập bánh đây là một nghi thức rất quan trọng trong đám cưới. Và xin mời chú rể sẽ thể hiện sức mạnh tình yêu, sự tình đê của mình với chàng sập bánh. Dạ vâng, một lần nữa chúng ta có thể tạm đầu ngoan trọng và thân thật lớn cho chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Lần đầu tiên thì không thể tránh được sự bỡ ngỡ đâu quý vị. Nhưng mà chia sẻ chúng ta làm rất tốt. Vâng, xin mời hai bạn sẽ cùng nhau tay trong tay rót rượu lên tháp ly tháp lê. Xin mời. Kính thưa quý vị, quán khách quý vị trân trọng và kính mến. Và đúng quả thật là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Còn nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say rất đầy. Màu rượu là màu máu, màu rượu là màu máu của con tim. Và chúng ta sẽ cùng rót những giọt rượu hạnh phúc lên trên tháp ly tình yêu cho ngày trọn đại trọn đời trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được long trọng kính mời. Chúng ta lại mong mẹ bị đồng hạt sương. Mỗi sức chiếc kỳ lẩu toàn là tẻ đa. Giàn tẻ lẩu sẽ giả tẻ đa. Giàn mẹ bà sớm hoàn. Giàn tỏ lẩu sớm hoàn đã là vừa tài. Anh bà vẫn đi tẻ lẩu đi lẩu ảnh hưởng hồng bó. Đầu to mã hùa trời. Giọng hốc kín chứa bề nùi phùa mẹ hạt thầu tẻ đá bê ngơi. Kính thưa quý vị, quán khách quý vị trân trọng và kính mến ơi, và đúng quả thật là Xuân Quỳnh có câu thơ rất là nổi tiếng rằng là sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Và ngày hôm nay đây, từ khi nào ta yêu nhau thì hai bạn đã trở chính thức nên vợ thành chồng. Như vậy pháo đã nổ, rượu hồng đã rót. Xin là long trọng kính mời dâu hiền rể thảo của chúng tôi sẽ cùng rót hai ly và sẽ cùng trở về giữa sân khấu để tiến hành nghi thức uống rượu ra bôi. Xin được long trọng kính mời chứng kiến cô dâu chú rể cùng quay mặt vào nhau uống chén rượu ra bôi được không ạ? Và bây giờ thì xin được long trọng kính mời quý vị quan khách quý thân mến, chúng ta sẽ cùng rót những giọt rượu hạnh phúc của chúng ta xuống phía dưới chiếc ly hạnh phúc của mình. Ai có rượu thì rót rượu, còn ai có nước ngọt thì rót nước ngọt. Và chúng ta sẽ cùng hô vang du 1 2 3 uống, 1 2 3 cạn và 1 2 3 chúc mừng hạnh phúc. Và cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay khi Thì Chi hô vang câu bảo là chúc mừng hạnh phúc thì cô dâu chú rể mới được uống nhá, được chưa? Quý vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc dô chưa? Và bây giờ xin được long trọng kính mời quý vị quan khách thân mến, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy đúng 5 giây thôi để nhân đôi niềm hạnh phúc cùng với cô dâu chú rể được không ạ? Chân tay lại pomme pinong hàng sườn, sau này quét pomme pinong số mải số mềm, hoa hậu cảm là kinh lầu tấn gần, ông cần kinh lầu bay bom muốn băng trong tản hở sóng lưu sóng lan, ông nắp pomme pinong ơi. Chúng em đã quan lễ phụ lời cần là ly ta chân, cứ chấp vào lùa, cứ bao huân à, huân chờ hai sang à, anh nào phụ lời đâu có pomme pinong ấy đâu, ông không vào pomme pinong ấy lẽ phật cử khăn cử chân anh, đang tâm các thủy chi hạ anh pomme pinong ông cần phớt một tờ, bao muôn này nữa, ai luôn ơi.
ai lúc khỏe bằng ai vậy? Chị Mèo khỏe em Pả bằng ý. Em Pả ơi, em Pả khen hót với ai lúc khen tánh nữa nơ. Ai lúc em Pả ơi. Một, hai, ba. Dô. Hai, ba. Dô. Hai, ba. Chúc mừng, hạnh phúc. Xin được long trọng kính mời con dâu chú rể, chúng ta không uống chén rượu do bôi à. Hành nắp bà mẹ nữa.